Nghe cái cô xinh gái ở ngoài quầy giới thiệu là cái dầu này uống có thể là tăng cường cái gì gì đó, nhưng mà Tân thì chả cần cái đó. Mà bây giờ thì Tân sẽ đi sâu đi sát vào để chỉ cho các bạn những đặc điểm mà loài rắn có độc nó mang trên mình để chúng ta có thể nhận biết. Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Tân mượn hai loài rắn này là hai loài rắn không có độc để chia sẻ với các bạn là cách nhận biết những loài rắn có độc. Thì với những loài rắn độc thì như hai con rắn này thì nó không có những đặc điểm đó. Và những đặc điểm đó là gì? Những đặc điểm để nhận biết loài rắn có độc đó là thứ nhất là cái màu sắc tạo đi đi rừng thì chúng ta nên tránh những cái loài rắn mà có màu sắc sặc sỡ này, rồi là có màu đối lập, màu đen trắng hoặc là đen vàng, nó phân bố theo chiều ngang. Còn những rắn hồng ngựa này thì phân bố theo chiều dọc. Thì chúng ta là màu sắc thì chúng ta chỉ áp dụng trong loài rắn khi đi rừng thôi, còn nó phụ thuộc với các loài rắn cảnh. Thì rắn cảnh thì nó đa dạng, nó rất nhiều màu. Và cách thứ hai để nhận biết đó là đầu của loài rắn không có độc thì nó hình trái xoan thế này các bạn. Tôi sẽ đưa lại cho các bạn xem. Đây là hai rắn không có độc thì cái đầu nó hình trái xoan đều trông hiền hòa. Còn những loài rắn mà có độc thì đầu thường là chập cập, tức là nó tù hơn, nó tù. Và có một loài là thì đầu hình tam giác. Đấy. Về phần đuôi thì loài rắn độc thường là có đầu và đuôi nó gần gần như tương xứng nhau, nó không được dài và tròn đều thế này, và nó chỉ lưng chừng ở đâu đoạn này là nó ngặt và chập bập. Có thêm cách nhận biết đó nữa là nhận biết về cái đôi mắt và răng nanh. Thì những cái đó thì với ở mắt rắn thì áp dụng được, còn chúng ta gặp rắn từ xa thì chúng ta chỉ nhìn màu và nhìn đuôi, nhìn đầu để nhận biết thôi. Để nói đến các loài rắn mà Tân biết từ Việt Nam mình mà Tân đã từng gặp, đó là loài rắn độc nhất phải kể đến là loài rắn cặp nóng, cặp nia và hổ mang, hổ mộc, rắn xanh đỏ, xanh đuôi đỏ, rắn lục chê. Đấy thì bây giờ là Tân nói về nhất, đó là loài rắn hổ mang. Rắn hổ mang thì nó cũng có những cái sọc trắng ở trên lưng thế này, sọc trắng nhưng mà hơi mờ.
khi gặp đối thủ thì nó thường giương đầu lên và phè để hăm dọa, và có thể là nó tấn công. Loài rắn hổ mang thì nó đi ăn cả ban ngày, bắt mồi cả ban ngày lẫn đêm. Tiếp đến thì ta kể đến loài rắn cẩm long, loài rắn đen trắng. Thì trên lưng nó có hai màu phân biệt, màu đen màu trắng cách nhau rất đều, và đầu thì hơi tù. Nó thường đi ăn vào ban đêm, ban ngày thì thường nó ngủ ở trong hang. Và loài rắn cặp niên cũng vậy, nó có màu đen vàng, chúng đi ăn vào ban đêm, ban ngày thì cũng trốn ở hang. Nhưng mà đặc biệt là loài rắn đen trắng nó dữ hơn, nó thường hay cắn người hơn, còn loài rắn đen vàng thì ít tấn công mọi người. Thường thường thì chúng ta đi và dập đạp với nó cũng cắn hơn. Theo thì Tân xin kể đến cái loài rắn lục xanh đuôi đỏ. Lục xanh đuôi đỏ thì nó chủ yếu sống ở trên cây, và màu sắc của nó là màu xanh. Ở sau đuôi thì có đốm dài khoảng 5 cm đấy, là màu đỏ. Loài rắn này có đầu tam giác. Và kế tiếp là loài rắn có độc tố cũng thuộc kèm, đó là loài rắn rắn hủi chì đấy. Rắn hủi chì thì có màu lấp lánh, màu đen lấp lánh, thì nhiều người cứ nhầm tưởng là rắn hổ trâu. Nó cũng có một màu đen, màu đen lấp lánh đó ta dễ phát hiện. Và thân thì ngắn, thân ngắn và đầu tù, đuôi cũng thấp bậc, chỉ một phần ngắn. Đầu và đuôi cũng gần giống nhau ấy. Và có một loài cuối cùng mà Tân biết, đó là loài rắn khô mộc. Loài rắn khô mộc này thì chúng ta đi rừng ít khi phát hiện được nó, bởi vì nó ngụy trang rất là hoàn hảo. Trên lưng nó có những đốm màu xám xen kẽ nhau với đường chỉ màu trắng nhạt. Nó tạo nên một lớp đang giống như là cây khô, mà cành cây khô thì khi chúng ta đi rừng thì rất khó phát hiện. Nhưng loài rắn này độc tố nó cũng không thua kém gì các loài rắn cắn vừa kể trên, bởi vì nó ngụy trang rất chi là hoàn hảo. Trên lưng nó có những đốm màu xám xen kẽ nhau với đường chỉ màu trắng nhạt. Xin chào tất cả các bạn. Lúc mà Tân nói đến cái từ là chập bập thì chắc chắn là nhiều bạn sẽ không biết chập bập là thế nào. Thì lúc đó cùng làm video ở trên rừng cho nên Tân không đủ điều kiện để giải thích cái từ chập bập này. Chập bập với tù là một, thì Tân sẽ giải thích cho các bạn là chập bập ở đây. Cái này
mà cái tiếng địa phương của Tân thì gọi là chập bập đấy các bạn. Cái đầu nó hơi tù thế này. Đấy. Thì các bạn cũng thông cảm là bởi vì Tân là người miền núi cho nên là Tân nói nhiều lúc có những cái tiếng địa phương cho nên là các bạn không hiểu kịp. Thì Tân xin giải thích lại đấy. Thực sự thì khi nói được như thế này thì Tân cũng buồn lười, gọi là dư lắm. Vì ra giọng nói thế này, nếu mà Tân nói nguyên bản của dòng địa phương thì chắc chắn là các bạn sẽ không hiểu từ gì đâu. Đây, chập bập. Còn cái thứ hai là Tân nói đến đầu tam giác đấy các bạn. Đầu tam giác này thì rắn lục đuôi đỏ cọ này, rồi con rắn khô mọc cọ này. Đấy. Đầu tù, đầu chập bập này là con rắn hổ chì. Rồi con rắn hổ mang đất cùng cái đầu này. Và đuôi chập bập cùng đấy. Đuôi chập bập cùng vậy các bạn. Đúng mà cái đuôi con rắn lành là nó dài, nó kéo dài nhỏ dần thế này. Còn cái đuôi rắn độc là nó thường sau cái hổ môn là nó chỉ một đoạn thôi à. Một đoạn và nó gọi là chập bập, tức là nó tù thế này đấy. Trước video này thì Tân cũng có làm một cái video, vậy là Tân nhằm mục đích là cho các bạn thấy rõ những con rắn độc mà Tân đã quay cận cảnh đấy. Tân đã vuốt ve gọi là chơi với nó, nhưng mà tuyệt đối là Tân khuyến cáo các bạn là không nên làm như vậy. Những cách chỉ hướng dẫn hôm nay là Tân hướng dẫn để các bạn là nhận biết khi cách xa khoảng 5m thì mình đã biết được loại rắn độc hay không độc rồi, chứ Tân không chỉ gần như các già làng, chỉ là từ phân biệt ở mắt rồi mũi rồi lưỡi. Đấy, những cái đó thì Tân sẽ không hướng dẫn hôm nay, vì là không ai mà đi trên rừng mà mới lên rừng mà lại đi kiểm tra cái mắt cái nửa cả, vì khi kiểm tra vậy rất nguy hiểm, cho nên Tân chỉ hướng dẫn là các bạn cách này thì mình tránh xa càng tốt thôi. Thường những thợ rắn đây, những người chuyên gia về rắn thì người ta thường đi kỹ hơn, là người ta kiểm tra cái răng, cái mắt rồi mọi thứ gọi là cận cảnh. Còn chúng ta không cần thiết là như vậy đâu, miễn sao mà gặp nó tránh cho xa để được an toàn, để đi rừng an toàn là ok rồi. À mà quên, Tân vì lúc làm ở rừng nó hơi khô cho nên Tân đã ra ở tiệm và mua đúng một cái hũ rắn thế này. Cái nhà chủ quán, cái chủ quầy đấy mới giới thiệu là loại rắn này là tam xà tứ xà gì đấy hút lắm, nhưng mà Tân thì Tân chả cần gì hết. Tân chỉ cần là trong này có vài ba con rắn độc để giới thiệu cho các bạn là được. Đây, Tân đã thấy trong cái hũ này là có hai loài thế này, hai loài độc, tức là rắn hổ mang đất với lại rắn cặp nong. Thì Tân sẽ lấy ra để cho các bạn xem nhé. Mong là khi Tân lấy ra thì nó không bị nát, như nó còn nguyên hình để Tân có thể giới thiệu cho các bạn những chi tiết mà Tân đã nói về đặc điểm những loài rắn cô độc đã nói trên. Thì thường thì cái gì thì Tân có thể hướng dẫn sơ qua cho các bạn. Các bạn có thể làm một lần và sai thì làm lại. Còn loài rắn độc này thì Tân sẽ hướng dẫn kỹ hơn, hướng dẫn làm sao mà các bạn chỉ nhìn một lần là biết, chứ không có là không có như những cái khác là chỉ một lần rồi làm lại. Mà cái này là nếu các bạn mà sai sót là không có cơ hội làm lại đâu. Đây các bạn, Tân đã lấy được những con rắn độc này ra nguyên vẹn đây. Thật may là nó đang còn nguyên, không bị rời hay là mục nát gì nào cả. Thậm chí nó còn rất thơm nữa đấy. Nghe cái cô xinh gái ở ngoài quay giới thiệu là cái này, cái rượu này uống có thể là tăng cường cái gì gì đó, nhưng mà Tân thì chả cần cái đó. Mà bây giờ thì Tân sẽ đi sâu đi sát rồi đi chỉ cho các bạn những đặc điểm mà loài rắn cô độc nó mang trên mình.
để chúng ta có thể nhận biết. Đây, lúc này Tân nói đầu tù là đây các bạn. Đầu tù, đầu chập bập là đấy. Nó không hình không phải như loài rắn, hai loài rắn lành kia là cái hình tay xoan hay là hình bầu dục, mà nó cái hình hình tù tù thế này đấy, hình như Tân gọi là chập bập đấy. Cái loài cọp nóng này thì dễ phân biệt rồi, như lúc này ta nói màu sắc thì có màu đen trắng, đen vàng thế này. Tân hay bị nhầm lẫn chỗ cọp nóng và cọp nía. Cọp nóng thì nó có màu đen vàng, còn cọp nía thì trắng, thì hay bị nhầm vì hai loài này giống giống nhau đấy, nó nạ giống nhau. Đây, vào cái đuôi của nó đây các bạn. Đây, đuôi đúng là cụt, cụt hẳn luôn đấy. Đuôi tù, đuôi mà Tân hay gọi là đuôi chập bập đấy. Đây, cái từ hậu môn đến đây là có một đoạn thôi mà lại còn bị chập bập nữa. Và loài rắn thứ hai đây, rắn ổ măng đất đấy các bạn. Cái đầu cũng vậy, cái đầu nó cũng tương tự với cái con rắn cọp nóng kia, là đầu bị tù. Đây, đầu gần như là bằng phẳng đằng trước đó. Và đặc biệt là có một cái hình chữ O ở đằng dưới cổ đây, mà bởi vì lâu cho nên nó cũng hơi mờ mờ rồi. Và trên thân này cũng có màu sọc ngang trắng ấy, cũng lâu ngày nó mất rồi. Và là đây là đuôi của nó. Đuôi nó tuy là có dài hơn con rắn cặp nong kia nhưng mà cũng bị cụt thế này, như kiểu bị cụt ấy, cũng tù tù thế này đấy. Tân sẽ so sánh với cái loài loài rắn lành, tức là loài rắn rắn ráo bùng vàng nhé. Đây là cái đuôi của con rắn ráo bùng vàng các bạn này. Đấy, nó kéo dài phần hậu môn thì đằng trên này nữa, nhưng mà nó kéo dài này, nhỏ dần đấy. Nhỏ đến mút như kiểu mà cái que kim thế này đấy. Còn loài này thì hai loài độc này thì chỉ có ngắn, và cái đầu đuôi này không được nhọn như cái rắn rọ vàng này. Đây, đặc biệt là cái loài này. Như vậy là Tân đã cho các bạn xem tường tận rồi phải không nào? Nếu bạn nào mà chưa nhìn được kỹ rõ những cái loài như cặp nia với lại có một số loài hổ mang khác nữa, thì Tân đã có một cái video trước, Tân đã quay rất chi tường tận, Tân đã vuốt ve để nó từ gần để cho các bạn nhìn thấy rõ. Nếu ai chưa phân biệt được thì cứ qua video đó để xem thêm. Và coi như video hôm nay thì Tân làm để bù lại cái video trước, bởi vì video đó trông kinh dị quá. Và nếu các bạn thấy video này bổ ích thì hãy chia sẻ rộng rãi, chia sẻ trên các trang nhóm để mọi người biết đến những cuộc đi rừng được an toàn nhé các bạn. Đấy, Tân bỏ vòng bình và nhìn vẫn ok, vẫn trong xanh đẹp đẽ các bạn. Thì có một điều Tân lưu ý ở cái loài rắn độc này là với những loài rắn không độc thì khi mà gặp người á thì nó chạy rất nhanh để tẩu thoát. Còn với những loài rắn mà có độc này thì nó bộ đời lắm, nó chả có sợ ai. Nếu mà gặp người nó cũng cứ đi hiên ngang vậy à. Cho nên các bạn lưu ý một điều như vậy nữa. Thì các loài rắn mà Tân đã gặp và đã biết thì Tân đã có hình ảnh rõ ràng thế này rồi. Chỉ có một cái con rắn lửa thì hiện tại thì Tân chưa có hình ảnh để các bạn tham khảo. Nhưng
một thứ là một ngày gần nhất, nếu mà đi rừng mà gặp thì Tân sẽ làm riêng một cái video về rắn lửa để cho các bạn biết thêm về loài rắn lửa này, bởi vì Tân cũng tìm hiểu ở trên các trang thì không thấy người ta nhắc đến con rắn lửa này. Mà trong khi Tân xem kỹ các chi tiết thì thấy là nó chứng tỏ là một loài rắn có độc đấy. Để có những chuyến thám hiểm ở rừng thật thú vị thì các bạn lưu ý những điều Tân đã nhắc trên nhé. Và còn rất nhiều điều thú vị ở rừng cũng như những thứ nguy hiểm khác ở rừng mà Tân chưa kịp nhắc tới cho các bạn, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé các bạn. Và có một loài rắn nữa mà Tân phát hiện ở rừng, đó là loài rắn lửa nốt chói, từ đầu đến đuôi kể cả mắt cũng đỏ luôn. Loài rắn này bị hiểm mất là ở chỗ nó chỉ săn mồi vào lúc 18 giờ cho đến khoảng 19 giờ rưỡi. Vậy là những loài rắn có độc thường gặp ở rừng Tân đã chia sẻ với các bạn. Nếu bạn nào có biết được thêm những loài rắn nào nó cũng có độc mà Tân chưa kể tới thì các bạn hãy bình luận ở dưới phần nhận xét nhé, để chúng ta cùng biết thêm. Bởi vì ở trên địa bàn của Tân chỉ có những loài đó thôi. Và nếu bạn ở địa bàn của bạn có thêm những loài rắn độc nào thì bạn có thể chia sẻ để cùng Tân chia sẻ, để có những cuộc đi rừng được an toàn các bạn. Bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé các bạn.